Có phải Marvel quá dìm hàng Namor khi cho anh ta thua trận trước Shuri, một con bé mới chơi thuốc được vài hôm? Câu trả lời là không. Hãy cùng Messine tôi giải mã chiến lược cực kỳ thông minh của Black Panther mới và Ironheart để biến vua Talokan thành khô mực một nắng trong Wakanda Forever. Bắt đầu nào! Namor hay Namor là tên gọi dành cho thủ lĩnh, vị vua của biển cả Marvel. Dù đã có sự thay đổi khác biệt về nguồn gốc của anh ta, như thân phận Prince of Atlantis chuyển thành Kukulkan of Talokan, thì Namor vẫn có sức mạnh lẫn điểm yếu tương tự ở cả hai phiên bản. Anh ta vẫn sở hữu siêu sức mạnh do đột biến, có thể thích nghi như động vật lưỡng cư, tức là sinh sống cả ở trên cạn lẫn dưới nước. Bù lại, Namor có thể bị chính năng lực của mình gây phiền hà do nguyên nhân sau đây. Đầu tiên, các ông có thể xem Namor là sinh vật biển. Chúng vẫn cần hấp thụ khí oxy như động vật đất liền để duy trì sự sống. Tuy nhiên, có loài sẽ lọc khí qua mang như là cá, có loài lại qua da như sứa. Sứa không có cấu trúc riêng dành cho hệ hô hấp hoặc tuần hoàn, nên chúng không có phổi và mũi để hít hà. Sứa sẽ dùng lớp da cực kỳ mỏng bẫy trực tiếp oxy, hấp thụ lấy rồi phân phối khắp cơ thể. Ngoài ra, loài sinh vật mỏng manh này có 95% cấu tạo cơ thể là nước. Chúng không như con người, với hệ hô hấp lấy oxy từ khí quyển, đám sứa cần lấy oxy từ nước và nếu vứt chúng trên cạn quá lâu thì loài sứa sẽ bị bốc hơi, mất ẩm. Các nhà khoa học gọi đó là quá trình mê sảng và càng tăng tốc độ khi mặt trời chiếu sáng mạnh. Đó là toàn bộ nỗi khổ sở mà Namor chịu khi đấu cùng Black Panther kế nhiệm, Shuri. Hãy xem nhé! Namor Y616 là con lai nên chịu ảnh hưởng cấu trúc sinh học của người đột biến và người Atlantis. Còn Namor MCU là do loài cây nhiễm chất Vibranium nên giống loài lưỡng cư. Cả hai đều cần để mình tiếp xúc với nước thường xuyên nhằm đảm bảo ổn định quá trình trao đổi chất tốt nhất. Bằng chứng ở cuốn The Submariner số 1 năm 1990, nhằm trả ơn cứu mạng năm xưa, Dr. Alexander đã chế tạo một loại thiết bị giúp cân bằng máu trong cơ thể Namor. Theo ông nghiên cứu thì tình trạng nóng lạnh thất thường Namor chịu đựng là kết quả của dòng máu lai. Mẹ anh là công chúa Fen thuộc tộc sống dưới biển sâu, nơi lượng oxy rất ít. Làn da màu xanh chính là bằng chứng không lời cho sự thích nghi này. Còn phía cha anh là loài người tung tăng trên đất liền giàu lượng oxy, khi kết hợp hai dòng di chuyển lại cho Namor lại khiến cho anh gặp rắc rối. Nếu ở dưới nước quá lâu, Namor phải chịu cảnh thiếu hụt oxy. Nếu ở trên cạn quá lâu, anh ta sẽ lại bị ngộp. Đường nào cũng dẫn đến tình trạng choáng váng, mất cân bằng cơ thể, tâm trí do sự thiếu hụt hoặc quá tải dưỡng chất, từ đấy làm suy giảm đi sức mạnh. Như sự kiện Hulk bị Senza chế ngự chiếm lấy cơ thể làm vật chủ hồi Incredible Hulk số 371. Trước một Dark Hulk đang tàn phá thành phố New York, Namor phải tới công viên quảng trường Washington cố gắng kiềm chế đối phương. Cơ mà trận đấu kéo dài làm Namor dần đuối sức. Trong khung thoại các ông đang nhìn, Namor thừa nhận bản thân đang chậm lại và cần sử dụng nước ngay. Toàn bộ thông tin tôi vừa nêu đã được Marvel bưng lên MCU, biến nó thành Kryptonite với Namor. Vì tình thế quá áp đảo, Shuri chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc thực tiễn, phải cùng Ironheart nghiên cứu điểm yếu của Namor. Họ phát hiện anh ta một phần giống loài sứa, cần dưỡng ẩm cơ thể để hấp thụ oxy từ nước xuyên trực tiếp qua da. Nếu đẩy Namor vào thiết bị hong khô hút ẩm, làn da sẽ khô đi, dẫn đến mất nước. Mà mất nước nghĩa là mất sự hấp thụ oxy, đồng nghĩa khiến vua Talokan yếu đi rất nhiều. Điểm yếu này mạnh hơn so với truyện tranh nên khá dễ hiểu. Ở trận chiến cuối cùng tay đôi giữa Namor với Shuri thì Kukulkan bị hạ nhanh hơn. Chưa kể việc Shuri đủ sức cầm chân Namor trên đất liền đủ lâu biến anh ta thành khô mực một nắng. Cuối cùng nướng nhẹ một phát là thơm ngon mời bạn ăn luôn. Ngoài điểm yếu chính trên, Namor có thể dính một thiên địch ít ai ngờ tới, đó là đỉa. Trong quyển The Submariner số 37, Namor đang cố gắng giải thoát người thương là Lady Doma khỏi Lyra Morris. Nữ phản diện điều khiển sinh vật biển tấn công Namor mà không thành công nên cô ta gửi đến một đàn đỉa. Nhỏ nhưng có võ, lấy số lượng áp đảo chất lượng. Vô số con đỉa bắt đầu cắn và rút cạn dần dần máu của Namor, khiến anh không tài nào lật kèo. May cái là nhờ thần giao cách cảm giữa hai người yêu nhau, Doma đánh gục Lyra, giải vây cho Namor. Ta vừa giải mã xong cách Namor, kẻ đứng đầu Talokan, bại trận dưới tay Shuri, Black Panther đứng đầu Wakanda. Anh em có suy nghĩ gì về trận solo này? Hãy bình luận cho tôi biết với nhá! Đồng thời nhớ like, chia sẻ và rủ bạn bè đăng ký kênh ủng hộ Messine động lực to lớn để ra nhiều video chất lượng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!